Chào quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn hãy đến quê hương chúng tôi. Quê hương tôi là xã Quang Minh, thôn Đông Hào. Ở nơi đây có một cái đầm sen rất là đẹp và có một đội chuyên tình nguyện dọn đường. Các bác ấy rất có tinh thần đoàn kết, yêu thương mọi người và đã dọn sạch để cho nhân dân đi lại. Xa xa là một đầm sen, xa tắp xa tít, rất là đẹp. Phong cảnh nơi đây rất đẹp và nên thơ. Mời quý vị và các bạn hãy đến thôn Đông Hào, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương để chiêm ngưỡng đầm sen này nha. Xin kính mời quý vị và các bạn.